Where are you? I come from good things. Blog bó tay với màn phỏng vấn tiếng Anh khiến người nước ngoài cũng phải hỏi chấm. IELTS 20 chấm cũng phải đốt sách đập bàn vì không đỡ nổi. Không biết ở đây có bạn nào có thù với môn tiếng Anh, chứ thế hệ 8X, 9X, nhiều người học tiếng Anh mười mấy năm từ lớp 1 đến đại học nhưng vẫn chỉ biết loanh quanh. Hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? Mới đây hé lộ một đoạn clip phỏng vấn rất ư là đưa ngôn ngữ, đa ngôn ngữ, khiến nhân vật chính và khán giả không loát nổi. How are you from? I come from good things. What? Where are you? I come from good things. No, where are you? I'm from Brazil. How old you live? I'm 45. Why do you live? I live in Brazil. Rất may cho anh chàng áo đen là anh Tây, sau vài lượt ngơ ngác thì cũng hiểu là anh chàng này đang trêu đùa mà thoải mái trả lời lại. Chứ phải bác đa chắc lại bị đấm cho mấy nhát. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát. Các bạn thấy màn phỏng vấn này thế nào? Trả lời được bao nhiêu câu? Cùng comment chia sẻ cho 8TV cũng như ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký theo dõi để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị bạn nhé.